Bộ phim Người lính cũ tập 31. Thức chưa? Hà Sơn, chặn hắn ta lại. Ai? Hắn ta đó. Tên đó hả? Tên kia, đứng lại. Chán sống rồi phải không? Dám đến thành Nam của chúng tôi để gây chuyện. Anh từ đâu đến? Đắc ý đường của thành Đông. Đắc ý đường à? Đã bị tôi đánh thành ra bộ dạng tàn tạ kia rồi, còn chưa phục phải không? Phục rồi, chẳng phải đến đây nộp phí bảo vệ cho các người đó sao? Đừng phí lời với hắn, đánh hắn cho tôi. Cẩn thận đó anh Hà Sơn. Đánh hắn, đánh vào đầu của hắn, đánh vào đầu của hắn, đánh cho chết đi. Thất gia, đánh vào chính diện của hắn. Hà Sơn, anh Hà Sơn, Hà Sơn, thất gia, thất gia. Người anh em, cảm ơn cậu nhé. Ngày nào đó đến Đắc Ý Lâu, tôi mời cậu uống rượu. Anh Hà Sơn, anh Hà Sơn, Hà Sơn, anh Hà Sơn, không sao chứ? Cậu xem, sao cậu lại không cẩn thận như vậy thế? Tôi kêu cậu đá vào chính diện của hắn, sao cậu lại không chú ý một chút nào đến con ngựa hết vậy? Anh Hà Sơn, Lục gia, tôi báo cáo với ngài một chút về tình hình tranh cử hội trưởng. Theo như tôi tìm hiểu, ngài đức cao vọng trọng, đại đa số đại biểu bầu chọn đều ủng hộ ngài lên vị trí hội trưởng này. Nhưng cũng có vài bộ phận nhỏ là thế lực của hội phó Lưu Quảng Hải. Tên này có thể không phải là tên hiền lành đâu. Cậu ta và Hắc Đạo có mối quan hệ rất chặt chẽ. Cậu ta từng uy hiếp các đại biểu này, nói là nhất định phải bầu chọn một phiếu cho cậu ta. Vào ngày đó tôi sẽ đi tìm thị trưởng viên nói chuyện. Được, đã hiểu rõ. Báo cáo thị trưởng, Kim Lục Gia đến rồi, đang đợi ngoài cửa. Được, cậu lui xuống đi. Dạ. Lục Gia, ngài đại giáo quang lâm, tại sao lại không thông báo trước cho tôi một tiếng vậy? Tôi không phiền cậu phải không? Ngài xem, ngài nói kìa. Mau, mời, 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 mời. Ngài nói tôi biết một tiếng, để tôi ra đón ngài. Sao mà dám chứ? Mau ngồi, ngồi, ngồi. Lục Gia à, ngài đến đây nhất định là có chuyện. Có chuyện gì thì cứ nói, tôi sẽ làm theo mà. Tôi đến để cầu xin cậu đó. Cầu xin tôi? Nói đi. Tôi là muốn rút khỏi cuộc bầu cử hội trưởng thương hội này. Lục gia à, chúng ta đã nói chuyện xong hết rồi mà. Bây giờ ngài lại nói rút lui là sao vậy? Cậu nói xem, ngày hôm đó cậu nói chuyện này với tôi liền kích động đồng ý. Sau đó tôi quay về suy nghĩ thật kỹ. Cậu nói xem, Liêu Thành, tôi đã hơn 2 năm rồi không quay về đây. Ngoài ra, thế cục hiện tại lại loạn lạc như vậy. Thương hội có một vài chuyện tôi lại không hiểu rõ lắm. Tôi sợ tôi không làm tốt lại khiến cậu mất mặt đau lòng. Được rồi Lục gia, ngài đừng khiêm tốn như vậy. Tôi nói lời thật lòng nhé. Kêu ngài làm hội trưởng thương hội Liêu Thành này, thật ra cũng khiến ngài phải chịu thiệt thòi rồi. Dựa vào thực lực và năng lực của ngài, ngài làm hội trưởng thương hội ở 3 tỉnh phía đông cũng còn dư sức nữa mà.
cậu đề cao tôi quá rồi, không được đâu. Tôi không đề cao ngài chút nào cả. Lục gia, ngài nói đi. Giao tình giữa hai chúng ta, tôi có thể nói dối ngài được sao? Ngài không hiểu rõ thực lực của ngài rồi. Tôi nói lời thật lòng đây. Ở xã hội bên ngoài, ngài có biết tất cả mọi người đều ấn tượng với Kim Lục gia ngài. Nhắc đến Kim Lục gia, tất cả mọi người đều làm điều này. Ngài còn cười cái gì nữa? Nếu không thì sao tôi có thể mời ngài làm hội trưởng thương hội này? Thật ra ngài làm hội trưởng này cũng có lợi ích đối với tôi. Hôm nay tôi sẽ nói lời thật lòng, bên ngoài đã đánh giá thế nào đối với tôi, ngài xem ngài còn. Vậy tôi vẫn còn một sự lo lắng nữa. Ngài còn lo lắng cái gì vậy? Thương hội đến lúc đó cậu xem sẽ có sự cạnh tranh. Lỡ như tôi không được trúng tuyển, cậu sẽ bị thất vọng, tôi cũng sẽ mất mặt, vì vậy không tốt lắm. Lục gia ạ, nếu tôi đã để ngài tham gia bầu cử rồi, vậy thì sao ngài có thể không được trúng tuyển chứ? Tôi nói cậu biết nha, hiện tại tôi phải nói thật cho cậu biết. Ngài nói đi. Hiện tại thương hội, tôi nghe về sự uy tín và nền móng và các phương diện khác, Lưu Quảng Hải đều mạnh hơn tôi nhiều. Cậu ta sẽ cạnh tranh với tôi, chọn tới chọn lui. Lỡ cậu ta trúng tuyển rồi, cậu nói xem. Tôi thì không thể làm phó được. Đến lúc đó tôi mất mặt, tôi không thể mất mặt với cậu ta. Lục gia, chuyện này thì ngài không cần phải lo lắng. Ngài nhớ kỹ, Lưu Quảng Hải, cậu ta chính là người đứng thứ 2000 năm. Ngài suy nghĩ đi. Lúc ngài có ở đây, Trương Viễn Đường là hội phó. Lúc Trương Viễn Đường có ở đây, cậu ta là hội phó. Hiện tại Trương Viễn Đường không còn. Tôi nói thật với ngài, cậu ta mãi mãi là người đứng thứ hai. Không phải đâu, hiện tại cậu để tôi và cậu ấy cùng nhau cạnh tranh. Tôi đảm bảo 80% tôi sẽ không trúng tuyển đâu. Chuyện này chắc chắn luôn đấy. Lục gia, nếu như tôi không để cậu ta tham gia cạnh tranh thì sao? Ngài còn lo sợ không hả? Vậy chuyện này có công bằng không? Chuyện này có gì không công bằng đâu chứ. Liêu Thành không phải tôi là người làm chủ hay sao? Chuyện này ngài sợ cái gì? Cậu không để cậu ta tham gia cạnh tranh hả? Đúng vậy. Vậy ngài còn lo lắng cái gì nữa? Chuyện này tôi muốn từ chối cũng không từ chối được rồi. Người ta cũng không cạnh tranh với tôi. Tôi mà từ chối là không nể mặt cậu rồi. Không phải chứ, vậy ngài còn mặt mũi để mà từ chối nữa sao? Tôi cầu xin ngài đấy. Tôi thực sự rất muốn cùng nhau làm việc với ngài. Ngài hãy giúp tôi thực hiện ước nguyện này đi, có được không? Vậy tôi còn từ chối nữa thì có lỗi với bạn bè rồi. Như vậy là đúng rồi. Thị trưởng viên, cậu thực sự tín nhiệm tôi quá. Phải nói là ngài có lòng với tôi rồi. Tôi sẽ làm tốt. Vậy tôi cảm ơn nhiều nhé. Thật đó, có ngài trong lòng tôi yên tâm lắm. Hướng Bắc, cô Lâu, cậu đã xử lý Trần Hà Sơn và Quý Thất rồi à? Tôi đây chính là đến đó giao nợ chút tiền phí bảo vệ cho bọn họ đấy. Trước khi cậu đi, sao cậu lại không nói với tôi? Hiện tại cậu có thời gian để ý đến tôi sao? Cậu suốt ngày bên cạnh Dương Hoang tình tứ. Dương Hoang kia suốt ngày cứ nói Hướng Bắc à, chúng ta không thể ra ngoài đánh nhau với người ta được. Hướng Bắc, có phải anh lại bị thương rồi không? Hướng Bắc, anh có đau không? Tôi nghe xong đến răng cũng đau đấy. Cậu nói xem, tôi dám nói cậu biết à? Nhưng mà tôi nghe nói Trần Hải Sơn kia võ công không tệ đâu, cậu không bị thương chứ? Hắn ta đánh nhau sử dụng cánh tay và chân, tôi đánh nhau sử dụng cái não. Cánh tay và chân của hắn có phải nghe theo não này của tôi không? Cậu cứ yên tâm đi, ban nhạc kịch tôi đã tìm xong rồi. Mấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị khai trương. Cậu chắc chắn Trần Hà Sơn và Quỷ Thất sẽ không đến đây gây chuyện với chúng ta hay sao? Yên tâm đi, nếu như hắn ta còn dám đến đây gây chuyện với chúng ta, tôi sẽ giao nộp tiền phí bảo vệ cho hắn nữa. Chuyện này cậu tuyệt đối đừng nói với anh Phi và Thiết Tử biết. Hai người họ tính khí quá nóng nảy. Để hai người họ biết được, nhất định sẽ đập vỡ tiệm thuốc kia của Quy Thức. Hướng Bắc à, cậu thật sự thay đổi rồi. Sau khi cậu có người phụ nữ bên cạnh, sao lại trở thành anh hùng nhút nhát rồi? Cậu nói xem, cậu sợ Dương Hoang đã thành ra bộ dạng như thế này rồi, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy thôi, chút chuyện phiền phức nhỏ như vậy cậu cũng không dám. Cậu, cứ coi như tôi chưa nói gì hết ha. Cáo từ nhé. Không tiễn. Đến thường xuyên nhé. Tiểu tử này,
Anh có sợ em không? Không sợ. Có sợ không? Sợ. Hà Sơn, khỏe hơn chút nào chưa? Lòng tự tôn bị thương rồi à? Thua một trận thì thua một trận thôi. Thắng thua là chuyện thường tình mà. Đừng có để bụng quá. Phải trách anh bên cạnh tôi la hét lung tung, làm cho tôi rối loạn. Nếu không tôi sẽ không bị thua. Tiểu tử đó thất đức quá rồi, lại dám ra chiêu dơ bẩn để chơi tôi. Mối thù này tôi nhất định sẽ báo. Một lát nữa tôi sẽ đi tìm hắn. Chân ngựa này đá vào bụng làm tổn thương nguyên khí, vẫn là nghỉ ngơi vài ngày đi. Không sao. Tôi chỉ là... Vào đi. Hội trưởng viên, ngài tìm tôi. Ngồi đi. Hội phó Lư à, hiện tại ai cũng đều biết cậu và Kim Lục Gia đang tranh cử chức hội trưởng thương hội, đúng không? Đúng, đúng vậy. Cậu nói xem, ngay lúc này đây, cậu đưa tiền cho tôi, đây chẳng phải là đang hối lộ tôi sao? Muốn tôi bầu một phiếu cho cậu có phải không? Không phải, đây là... Thị trưởng viên, tôi không phải có ý này. Vậy cậu có ý gì? Tôi, thị trưởng viên à, tháng trước chẳng phải là sinh nhật ngày sau, tôi đây cũng không kịp mua đồ gì hết cho ngài. Chút tiền này, ngài thích cái gì thì mua cái đó đi. Là chuyện như vậy sao? Đúng, đúng, đúng. Vậy tôi cảm ơn nhé. Có điều số tiền này cậu cầm về đi. Không thì trưởng viên, cái này. Hội phó Lư, gần đây tôi nghe có một vài đại biểu thương hội phản ánh với tôi, nói cậu sử dụng thế lực ngầm đe dọa, dụ dỗ. Mục đích chính là để đám người này bầu chọn cho cậu một phiếu. Có chuyện này không? Không. Thị trưởng viên, tuyệt đối không có. Thị trưởng viên, đây là hiểu lầm. Chuyện này là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thì tốt. Tiểu Lư à, thị trưởng viên, có vài câu nói tôi muốn nói với cậu, không biết cậu có muốn nghe hay không. Thị trưởng viên, ngài nói, ngài cứ nói. Từ lúc Trương Vĩnh Đường làm hội trưởng đến nay, cậu chính là hội phó đứng thứ hai. Đúng, đúng. Cậu nói xem, cậu đã giữ chức vụ thứ hai nhiều năm như vậy rồi, chẳng phải cũng làm rất tốt hay sao? Cứ muốn trèo lên làm gì? Tôi... Cậu có biết tôi và Kim Lục Gia có mối quan hệ gì không? Ngài ấy là anh em của tôi đấy. Vâng. Biết không hả? Biết. Cậu nói xem, ngài ấy rất có hứng thú với hội trưởng thương hội này. Ngài ấy muốn làm, tôi có thể không nể mặt ngài ấy hay sao? Tôi có thể không ủng hộ ngài ấy hay sao? Đúng, đúng. Cậu nói xem có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Vậy tôi phải ủng hộ ngài ấy. Cậu có ý kiến gì không? Không ý kiến. Không ý kiến. Tiểu Lư à, tôi thích con người này của cậu. Người nhanh, lời nói cũng nhanh. Nếu như cậu đã không có ý kiến gì, vậy thì thế này, ngày mai cậu nộp lên cấp trên bức thư trình bày rõ cậu sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh. Có được không? Được, được, được. Vậy được, không có gì nữa, cậu quay về trước đi, cầm tiền luôn. Vậy tôi đi trước đây, thị trưởng viên. Bà con cô bác đi ngang qua đây đừng bỏ lỡ nhé. Sân khấu lớn Đắc Ý mấy ngày nữa sẽ khai trương. Cầm vé này được xem miễn phí đấy. Nào nào cô nương, cầm vé này sẽ được xem miễn phí một suất đấy. Biểu diễn Đại Tây Sương. Biểu diễn Đại Tây Sương đó. Thám Trường Nghiêm,
Mấy ngày nữa mới khai trương, mấy vé này đều là không phải chỗ ngồi tốt. Mấy ngày nữa tôi đến tặng vé cho ngài chỗ tốt nhé. Thám Trương Nghiêm, ngài đang làm công vụ phải không? Không sao, đến lúc đó tôi sẽ đem vé cho ngài trước. Anh đến rồi à? Hoàng Nhi, xin chào. Hai người trò chuyện đi, tôi đi nói chuyện với đại khả. Thám Trương Nghiêm, đến lúc đó tôi sẽ đem đến cho ngài nhé. Đích thân tôi sẽ đem đến. Anh, lâu như vậy rồi anh cũng không đến thăm em. Hai ngày trước em đi đốt ngũ thức cho cha. Em đến phòng anh để tìm, nhưng mà anh cũng có đó. Vốn dĩ muốn cùng anh đi với bọn em. Anh đã đốt cho cha rồi. Khoảng thời gian này tương đối bận, xin lỗi em nhé. Em sao rồi, vẫn khỏe chứ? Em khỏe lắm. Chẳng phải hướng Bắc khai trương kịch viện hay sao? Em đi giúp đỡ một tay, coi như có chút việc để làm. Anh thì sao? Anh vẫn như vậy thôi, cũng khỏe lắm. Hiện tại anh làm tổng thám trưởng, nhất định là bận rồi phải không? Bận thì đương nhiên rồi, nhưng vẫn có thể ứng phó được. Anh đừng để mình mệt mỏi quá. Lâu rồi không gặp anh, em cũng rất nhớ anh đấy. Anh, nếu có thời gian rảnh, anh đến nhà chơi đi, uống chút rượu với Hướng Bắc. Anh thấy hay là thôi đi. Vốn dĩ tu luyện của anh cũng không tốt, không muốn đâu. Anh, trong lòng anh vẫn không vui à? Có sao? Không có mà. Từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng không vui vẻ hay sao? Anh đó, anh không thể vì em mà trở thành bạn bè với Hướng Bắc được hay sao? Hoàng Nhi, em sai rồi. Chính vì em nên anh và Hướng Bắc mãi mãi không thể làm bạn được. Em bảo trọng nhé. Anh, đừng buồn quá. Vì một cô gái không đáng đâu. Có thể giúp tôi một việc không? Anh nói đi thám trưởng. Khoảng thời gian này cậu không cần phải làm gì cả. Giúp tôi theo dõi nhất cử nhất động của Trương Hướng Bắc và bọn họ đi. Sau đó quay về báo cho tôi. Thám trưởng, anh là đừng có hỏi nhiều. Cầm tiền đi. Thám trưởng, tôi không nhận số tiền này được. Cầm lấy đi. Không không không, không được. Kêu cậu cầm, cậu cứ cầm. Mua vài điếu thuốc hút đi. Cảm ơn thám trưởng. Đi đi. Công phu thiếu lâm thật đáng kinh ngạc. Nắm đấm lên người, gan sẽ phế. Thật không ngờ Hoàng Quynh đây cũng có am hiểu về võ học nữa. Không biết chơi dao lớn, nhưng dao nhỏ thì biết chơi chút chút. Hôm nay anh đến đây là vì Mao Cầm à? Chuyện liên quan đến chị Mao của cậu không cần phải nhắc đến nữa. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, hai người đều là yêu thương với nhau. Chuyện này tôi có thể hiểu được. Anh thật sự suy nghĩ như vậy hả? Chẳng lẽ chỉ cho phép đàn ông chúng tôi được tam thê tứ thiếp, không cho phép phụ nữ được ngũ phu lục lang hay sao? Hoàng Quynh thật sự là người có đại nghĩa đấy. Nhưng tôi có một điều kiện. Cậu phải giúp tôi làm một chuyện. Anh nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ làm hết mình. Chuyện này đối với người khác mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với cậu mà nói là chuyện nhỏ, nhỏ nhất. Nghe nói cậu xảy ra xung đột với Đắc Ý Đường phải không? Sao anh lại biết vậy? Dựa vào việc anh Hoàng tôi đây lăn lộn ở trên giang hồ nhiều năm như vậy rồi, muốn biết được một chút thông tin gì đó là chuyện rất dễ dàng. Muốn tiêu diệt Đắc Ý Đường hay không? Đương nhiên là muốn. Được. Vậy thì tôi kêu người anh em của tôi phối hợp với cậu hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì không cần đâu, một mình tôi là đủ rồi. Khi nào thì ra tay? Càng nhanh càng tốt. Vậy ngày mai? Ngày mai là ngày mai. Ngày mai chờ hơi lâu.
Tốt nhất là hôm nay. Được, tôi đi chuẩn bị chút. Có cần đem theo dao không? Anh đi đâu vậy? Tôi muốn đi với thiếu gia ra ngoài làm chút chuyện. Anh chính là Hoàng Thần Côn, có phải không? Nghe người anh em của tôi nói, hai người là mối quan hệ anh em cột chèo à? Có thể nói như vậy. Anh đang làm gì vậy? Tôi không cần biết hai người có mối quan hệ gì, nhưng tôi muốn biết anh muốn dẫn người anh em của tôi đi đâu vậy? Chuyện là Hoàng Quynh nghe nói chúng ta có xung đột với Đắc Ý Đường, muốn liên hợp với tôi cùng nhau đối phó với bọn họ. Tên ngốc, tên đại ngốc. Đây rõ ràng là anh ta xem cậu là cái súng đỡ đạn đó, cậu có biết không? Thất gia nói như vậy là sai rồi. Dựa vào võ công này của người anh em tôi, còn có cần dùng đến súng hay sao? Võ công của cậu ấy có thể xử lý được hết. Xử lý cái con khỉ khô. Cút. Cút. Anh Trần Hà Sơn, tôi nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã đồng ý với người khác nhất định tôi phải làm được. Hơn nữa tôi cũng đang là báo thù cho anh mà. Anh đừng quản nữa, đi. Hy vọng anh có thể thấu hiểu. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết bên ngoài thôi. Nào nào, mọi người, mạnh một chút, mạnh lên chút nào. Anh cổ lâu sử dụng thêm sức chút đi. Chậm chậm thôi, chậm thôi. Thiết tử, chậm thôi nào. Nào nào, nào. Vẫn chưa đủ à? Bên này, mạnh lên. Từ lôi, cậu mập mạp vậy, thêm chút sức lực đi. Thiết tử, cậu vịnh giúp tôi chút nha. Được, giúp tôi nhé. Chậm chậm thôi, không vội vàng. Được, được. Nào, không sao. Nào nào. Bị kẹt rồi, kẹt rồi. Mạnh lên nào. Muốn chết hả? Vương Thiết, anh Thiết. Anh Thiết, Thiết tử. Cậu muốn làm gì? Thương bác, tôi đến nói các cậu biết hôm nay bọn tôi đến để làm gì. Nói thật với các cậu nhé, đám người thành tay chúng tôi và thiếu hiệp Trần Hà Sơn đây đã liên thủ lại muốn tiêu diệt Đắc Ý Đường các người. Nói thật cho các cậu biết, đám người thành tay chúng tôi đã có ân oán từ lâu với Đắc Ý Đường các cậu rồi. Hôm nay tôi muốn có một kết thúc rồi. Ông nói đi, kết thúc thế nào? Tôi thi đấu với các anh. Đấu lô đài. Được thôi. Trước mắt là thời khắc sinh tử. Cuộc thi đấu võ lần này quá không công bằng rồi. Nhưng chúng tôi không để tâm. Mấy người các cậu có thể thay phiên lên võ đài đánh với cậu ta. Ví dụ các cậu có thể đánh Trần Hà Sơn ngã xuống võ đài, coi như là các cậu thắng. Từ đây về sau, đám người thành tay chúng tôi, bao gồm cả quỷ thất, vĩnh viễn sẽ không đến kiếm chuyện với Đắc Ý Đường các cậu một ngày nào nữa. Ông chém gió không sợ cắn trúng cái lưỡi hả? Làm phỏng mắt tôi rồi. Anh Phi, để tôi. Ra chiêu đi. Người tiếp theo. Hả?
Nào nào, vỗ tay, vỗ tay. Còn ai nữa? Chỉ còn lại một người thôi phải không? Để tôi. Hay. Trần công tử, nhưng mà thứ tôi muốn không phải là kết quả này. Hoàng huynh, Trần Hà Sơn tôi là một người nói nguyên tắc. Ân oán của tôi và đắc ý đường cũng không đến mức phải lấy đi tính mạng của người khác. Muốn giết thì tự anh đi mà giết. Vào đi. Thám Trừng Nghiêm, có tin tức của đắc ý đường. Nói đi. Trần Hà Sơn đến kịch viện mà đắc ý đường sắp mở để gây chuyện, đánh nhau, đánh bọn chúng ngất xỉu hết rồi. Trần Hà Sơn là cái tên công phu tốt nhất ở thành Nam Sông. Trần Hà Sơn và anh trai quỷ thất của cô ấy bởi vì chuyện thu phí bảo vệ mà gây xung đột với đắc ý đường. Ngoài trừ đánh nhau, bọn chúng còn có chuyện gì khác nữa không? Trước mắt vẫn không có. Được rồi, tôi biết rồi, đi đi. Được, quay lại đây. Quan sát toàn bộ hành động của bọn chúng. Vâng. Kim chuyển vân, tôi phải để ông chết vào lúc ông đang đắc ý nhất. Lôi tử và thiết tử như thế nào rồi? Bọn họ không có chuyện gì hết, đã quay về rồi. Mấy anh đã ra tay với ai vậy? Trần Hà Sơn. Không phải đã nói là phải làm kinh doanh thật đoan chính rồi sao? Sao lại đánh đánh giết giết nữa rồi? Còn nữa, Dương Hoang biết chuyện này không? Sao dám nói cho cô ấy biết? Với bộ dạng này của mấy người, không nói cho cô ấy biết, cô ấy không biết à? Dương Nhi, chuyện hôm nay này vốn dĩ không thể trách bọn tôi được. Trần Hà Sơn và Hoàng Thần Côn đến tận cửa kiếm chuyện. Hơn nữa, mấy anh em chúng tôi cũng chỉ bị thương nhẹ, không có chuyện gì lớn đâu. Cậu có thể đừng ở đây chém gió nữa được không? Năm người chúng ta lại không đánh nổi một người, còn có mặt mũi gì mà nói? Chẳng phải anh cũng là một trong năm người đó hay sao? Cậu bớt phí lời đi. Tối nay tôi sẽ tiêu diệt hắn, cậu có đi không? Anh đi tiêu diệt ai hả? Anh Phi, thân thủ của Trần Hà Sơn này không tệ, chúng ta phải đồng não tìm cách đối phó, tuyệt đối không được manh động. Tìm cơ hội tốt chúng ta mới xử lý cậu ta sau. Tức quá rồi. Cho dù tôi chết cũng phải khiến hắn ta chết cùng. Anh nói ai chết vậy? Em bỏ nhà ra đi để ở cùng anh là vì muốn trở thành quá phụ hả? Anh có suy nghĩ cho em không vậy? Nếu anh muốn đi thì đi đi. Em quay về nhà tìm cha đi.
Chuyện của đàn ông con trai em đừng quản. Em nói biết nhá, em muốn quản đó. Hai người yên tâm, tôi sẽ trông anh ấy. Về nhà. Không sao đâu. Đây gọi là may tầng nào gặp may tầng đó. Tôi nghe nói thân thủ của em trai Trần Hà Sơn của mấy người được xem là tốt nhất ba tỉnh Đông Bắc. Cộng thêm cái não của quỷ thức anh đây, giết một người không thành vấn đề phải không? Người mà cậu kêu tôi giết là ai vậy? Kim Lục Gia. Đúng vậy. Sao vậy? Không dám ra tay à? Chỉ cần có tiền, không có người nào mà quý thất tôi đây không dám giết cả. Nhưng tôi không thể nào ngờ được người mà hội phó Lư muốn tôi giết lại là Kim Lục Gia. Vậy thì giá cả chúng tôi không thể nào tính theo giá lúc bắt đầu nói được. Ra cái giá đi. Anh đi đâu vậy? Anh có chút đau bụng. Anh muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh mà mặc quần áo cái gì? Trong nhà vệ sinh có cơm ăn à? Nhà vệ sinh làm gì có, làm gì có cơm đâu. Em nói anh biết Chu Phi. Đừng tưởng rằng em không biết cái gì hết. Mấy người ở Đắc Ý Đường khuyên anh không nghe. Em nói anh cũng không nghe có phải không? Quỷ thất ở thành Nam kia đã làm gì khiến anh hận ra như vậy? Em thấy anh tuổi chó là đúng thật rồi. Cắn người không chịu buông. Em vừa sống những tháng ngày tốt đẹp với anh, anh liền muốn giết người ngoài đường. Em nói anh biết, hôm nay dù thế nào anh cũng đừng hòng ra khỏi cửa. Một là anh ngủ dưới đất, hai là anh ngủ trên giường. Em vừa nói anh tụi chó thì thế nào? Cắn người không chịu buông. Em nói lại lần nữa coi. Cắn người không chịu buông. Sao nào? Em nói nha. Sao nào? Em nói anh tụi chó có phải không? Sao vậy? Anh cắn em hả?哥，哎，这哪来这么多钱？这么多钱只不过是你哥我收的一半的定金，咱们这次是要取一个人的人头。谁？是不是德义堂的？德义堂根本不配跟你哥我斗。 这是谁呀？别管谁，但是27号上午必须把他干掉。记住他的脸。金转云一票。
Triệu Thế Hồng 1 phiếu, Kim Chuyển Vân 1 phiếu. Kiểm phiếu kết thúc. Tiếp theo đây mời thị trưởng viên phát biểu. Các vị, sau đây tôi tuyên bố hội trưởng thương hội mới của Liêu Thành chúng ta chính là Kim Chuyển Vân, Kim Lục Gia. Được, được, được. Sau đây mời hội trưởng thương hội mới của chúng ta, Kim Lục Gia, phát biểu. Hôm nay, Kim Mổ, tôi đặc biệt vinh hạnh nhận được tình yêu thương của mọi người, tôi trở thành hội trưởng thương hội này. Mọi người đều biết, thời cuộc của chúng ta vô cùng loạn lạc, vật giá leo thang, bá tánh sinh sống vô cùng khó khăn. Sau khi tôi được bổ nhiệm, tôi muốn làm vài chuyện, mọi người xem thử có chỗ nào giống với cách nghĩ của mọi người không nhé. Trừng trị hỗn loạn, làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn cho bá tánh Liêu Thành của chúng ta trong thương hội. Nếu như có người làm ra những chuyện hại cho bá tánh, những chuyện đen tối xấu xa và những chuyện linh tinh thối rữa, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng tôi hy vọng mọi người, chuyện này mọi người đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi. Được rồi, hay, tôi phát biểu xong rồi. Chúc mừng. Mời. Chúc mừng ngài Lục Gia. Hà Sương, một lát nữa mục tiêu sẽ ra từ thương hội, hai chúng ta sẽ âm thầm tiếp cận hắn. Nhưng lúc hắn không chú ý, tôi sẽ nổ súng trước. Nếu như tôi bắn không thành công, cậu mới dùng dao đâm hắn. Không được, tiếng súng, tôi dùng dao trước. Nếu như tôi không thành công, anh mới dùng súng. Cậu có đầu óc không vậy? Thân thủ có tốt như thế nào cũng không nhanh bằng đầu đạn của tôi đâu. Dương Nhi, em nói xem khoảng thời gian dài rồi, có phải em nên quay về thăm cha em rồi không? Sao em phải quay về? Lúc có thời gian rảnh quay về thăm đi. Có phải anh thấy em phiền rồi nên mới kêu em quay về không? Không có mà, em thật sự không có. Ra ngoài đi dạo mà anh luôn nhắc đến cha của em làm gì chứ? Mời cô xem. Dương Nhi, anh có chút chuyện. Đi đâu vậy? Đi gặp hai người quen. Để mà chào hỏi một tí, anh sẽ lập tức về ngay. Vậy em đợi anh nhé. Được. Chúng ta sẽ âm thầm tiếp cận hắn. Nếu như sau khi tiếp cận hắn, vậy sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thường xuyên đó. Vậy mọi người cùng nhau kinh doanh tốt thương hội Liêu Thành này. Chúc mừng Lục Gia. Sau này mọi người nương nhờ Kim Lục Gia nhé. Được rồi, được rồi, đừng tiễn nữa, tôi đây đi nhé. Được, được, được. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với Lão Thất nhé. Lục Gia, mau lên xe, mau. Đồng Mai, à,
bị thương rồi à? Không sao, lái xe đi. Đi, đi. Oh,